Có gần cả triệu người trở lên đang cố gắng làm sao để đi về nhà. Đó là họ đã đi tới thăm gia đình của mình trong cái ngày lễ Thanksgiving. Trong lúc này thì họ đang trên đường đi về nhà. Theo ông đó nói, hiện tại ngay bây giờ đang delay khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Tới ngay bây giờ nó dậy đó. Đây là ngày hôm nay đủ chuyện xảy ra lộn xộn hết. Trong lúc này, về cái chuyện mưa bão xảy ra trên Hoa Kỳ cũng làm lộn xộn cho nhiều chuyến bay. Theo của FlyAware báo cho biết, vào bữa Chủ nhật vừa qua, có 7.000 chuyến máy bay đã chậm chảy. Vào bữa thứ hai thì có khoảng chừng 3.000 chuyến áp bay bị chậm trễ. Có một số người thì rất là khó chịu tại vì họ nhìn thấy cái chuyện này giống như hồi mùa hè vừa qua. Cái giỏ của tôi bị mất tiêu khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Họ không chịu trách nhiệm gì về cái giỏ của tôi hết. Đây là một cái rất là thảm khốc xảy ra. Đó là cô là và gia đình của cổ. Cô ta đi travel trong cái ngày lễ Thanksgiving Day. Và cô ta kết cuộc thì bị lạc mất giỏ đồ. Còn đây là những người này đi trở về vào bữa thứ hai. Nhìn thấy không, cây xếp hàng ở đây không có xếp hàng, nhìn không có cần gấp rút gì cả. Và nhìn thấy ở đây ai mạnh ai đi chỗ đó hết. Có một số người thì đi du lịch, trong lúc không đông thì họ cũng rất là mừng. Ngày hôm qua, đi du lịch rất là mất tiền. Sân bay đông nghẹt người. Bị chậm trễ đủ hết. Ngày hôm nay nhìn thấy dịu xuống một chút xíu. Vào cuối tuần vừa qua, đó là đông người đi ở trên máy bay. Theo TSA báo cho biết ở phi trường, vào bữa Chủ nhật có khoảng chừng 2.5 triệu người vào 2019 cũng cùng cái ngày như vậy có là 2.9 triệu người ở sân bay. Bởi vừa cuối tuần vừa qua, qua New York và DC for... và bị chút xíu bị lộn xộn. Tomorrow, Memphis, and... Đó là vào ngày mai nằm ở Memphis, New Orleans, all... cả luôn Nashville, Tennessee chả bị lộn xộn thêm nữa